Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Hiền Phương, phụ trách truyền thông của Phong thủy Pizento, thành viên của Kisato, một trong những công ty thi công thiết kế hàng đầu Việt Nam. Và chào mừng các bạn đã đến với chuyên trang chia sẻ kiến thức phong thủy nhà ở của Pizento. Và hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách bài trí phong thủy phòng thờ theo tuổi cho gia chủ sinh năm 1971 Tân Hợi. Đối với người Việt Nam thì việc báo hiếu và thờ cúng nói chung hay cụ thể là việc thờ cúng tổ tiên là việc vô cùng quan trọng. Và hiện nay, theo phong thủy phòng thờ tuổi Tân Hợi 1971 thì người ta thường xây dựng một căn phòng riêng để thờ cúng. Việc xây dựng phòng thờ theo phong thủy tuổi Tân Hợi cũng vô cùng quan trọng. Điều này có thể mang lại nhiều may mắn và nhiều điều tốt đẹp đến cho gia chủ. Với đa phần người Việt Nam nói chung và gia chủ tuổi Tân Hợi nói riêng thì bàn thờ chính là nơi thu nhỏ của thế giới tâm linh. Về một khía cạnh nào đó thì nó như một nhịp cầu kết nối giữa âm và dương, thể hiện lòng thành kính giữa con cháu đối với ông bà tổ tiên. Hơn thế nữa, việc đặt bàn thờ đúng cách, đúng hướng theo phong thủy của gia chủ thì sẽ giúp có thêm được thịnh vượng, giàu có, người trong nhà thì đỗ đạt cao, có tài, có danh, con cháu khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc. Đối với tuổi này thì năm sinh dương lịch là 1971, năm sinh âm lịch là Tân Hợi, quẻ mệnh là Khôn thuộc Tây Tứ Mệnh, mệnh gia chủ là Thoa Xuyến Kim. Phòng thờ theo tuổi Tân Hợi 1971 thì cũng phải tuân theo các nguyên tắc phong thủy nhất định, giống như các không gian quan trọng khác ở trong nhà là nhất vị, nhị hướng. Và với một không gian mang tính chất tâm linh như là phòng thờ thì chúng ta lại càng cần phải quan tâm đến việc bố trí và thiết kế hợp lý theo phong thủy, nhất là phải hội tụ đủ cả hai yếu tố tọa cát và hướng cát, đặt tại vị trí và hướng bàn thờ đẹp sang trọng, sao cho đón được nguồn năng lượng tốt lành và tránh đi cái nguồn năng lượng xấu. Gia chủ tuổi Tân Hợi 1971 thì nên đặt vị trí và hướng bàn thờ vào các hướng tốt: Đông Bắc, Sinh Khí, hướng Tây, Thiên Y, hướng Tây Bắc, Diên Niên và hướng Tây Nam phục vị. Và các hướng xấu mà gia chủ tuổi này cần tránh là hướng Đông, Họa Hại, hướng Bắc, Tuyệt Mệnh, hướng Nam, Lục Sát và hướng Đông Nam, Ngũ Quỷ. Và vừa rồi là những thông tin về phong thủy phòng thờ cho gia chủ tuổi Tân Hợi 1971. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ cảm thấy hữu ích.